đây lại nguyên tấm là cao dài phủ khổ cho các bác thoải mái, cao đến 5m dài 10m rồi đấy. Gia Phạm mến chào ngày mới, xưởng làm lồng nuôi cá, tráng nuôi cá và một đặc biệt là các loại hàng bãi như thế là nhà em lại lên đơn cho các khách nhá. Đây ạ, những cái sản phẩm như thế là nhà em đã đang đóng gói cho khách này, các loại từ mắt to, mắt nhỏ và các kích cỡ khác nhau, ngăn ao. Đây ạ, rất là nhiều loại, tất nhiên là hàng bãi thì trông nó sẽ không đẹp mắt như cái là hàng mới, nhưng hàng này cũng mới đến từ 70 hoặc 90%. Hàng này nói chung là siêu dày và bền. Đây ạ. Tất nhiên hàng bãi thì không tránh khỏi những cái chỗ mà nó hơi vá víu, nhưng mà chúng em sẽ đảm bảo là vá kín. Đây, bằng cái sợi giống hệt. Mà giá so với cái hàng mới là rẻ hơn rất là nhiều. Các loại hàng mới loại này cùng cân nặng từ tùy từng shop từ 120 đến 130, nhưng hàng bãi tất nhiên nó rẻ còn còn hơn một lửa các bác ạ. Ngoài thị trường có thể bán đến 70-80 nghìn một cân, nhưng tại xưởng nhà em có thể sẽ rẻ hơn đấy các bạn, rẻ hơn rất là nhiều, nên các bác yên tâm về giá được kiểm hàng. Đây loại này mắt lưới hơn một ngón tay 3 cm. Em đang gói hàng này cho các bác ở Thanh Hóa nhé. Các bác chỉ lấy nguyên tấm này, các bác đi về các bác đi làm lưới kéo biển này. Lưới kéo biển thì là tuyệt vời lắm, nên dùng là cho nước mặn. Mua về như thế này thì nhiều người sẽ tự làm theo đúng ý của mình. Em gói cho rất là nhiều các bác ở vùng biển nhé. Không những lưới ngăn ao, lồng nuôi cá, tráng nuôi cá, còn làm các lưới kéo, lưới quét, sử dụng vào các mục đích riêng. Cứ để lại số điện thoại nhé, sẽ được tư vấn công tâm. Còn giá cá thì cứ yên tâm ạ, lại còn được kiểm hàng thì các bác khỏi lo. Đây là lưới này là dùng cho lưới chăn bóng, tùy từng mục đích, hoặc là lưới làm giàn mướp đều có, lưới phơi nông nghiệp đấy. Siêu bền, nuôi dòng này thì bền cái khủng, trên 5 năm không bao giờ dưới 5 năm luôn các bác ạ. Để lại số điện thoại nhé, em sẽ tư vấn cực kỳ công tâm cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.